Vâng, xin chào tất cả mọi người nha. Kính chúc tất cả mọi người một ngày thật là vui vẻ, tràn ngập năng lượng nha. Ngày hôm nay thì là bên cửa hàng Thọ Âm Thanh xin giới thiệu với tất cả mọi người một cái thiết bị chơi mới. Và đây em sẽ hướng dẫn tất cả mọi người cách chơi này rất là rẻ tiền nhưng mà tăng thêm cái niềm vui và tăng thêm cái hiệu quả một chút trong karaoke hay là nghe nhạc một chút ngồi nhá. Vâng, trước mắt mọi người, đây là chiếc USB Bluetooth. Chiếc USB này thì bán ở ngoài thị trường rất là nhiều, nó chỉ chừng khoảng 60 ngàn đến 80 ngàn gì đó thôi. Rất là đơn giản, em đã mua về. Và một cái ý tưởng này cũng có thể nhiều người biết và cũng thể nhiều người không biết. Nhưng mà người biết rồi thì có thể là cùng nhau ủng hộ em. Và nếu những người không biết thì em muốn là cái video này đến tận cái ý tưởng của mọi người để mọi người xem và có thể nghe và cảm nhận xem mà nó có nhiều cái hiệu quả hay không. Đây là sau đây là tất cả những chi phí mà để làm một bộ như này. Đây, USB và Bluetooth này giá ngoài thị trường em cứ cho là 60 ngàn đi cho nó dễ 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 tính tiền nhá. Một cái sạc là chừng khoảng 3 40 đó, một cái sợi dây này khoảng 3 40, nó cũng như là mọi người bỏ ra một bộ này nó rơi vào cái khoảng hơn 100 ngàn một chút thôi. Và cách kết nối thì rất đơn giản thôi, cái này nó cần một cái nguồn điện là 5V để kết nối nó. Nếu như mọi người mà dùng máy tính hoặc là đầu đĩa hay là tất cả những cái thiết bị TV nó có cái cổng USB đấy thì đều cắm vào đây luôn, không cần cái sạc này thì rẻ được đi mấy chục ngàn. Và mọi người chỉ cần có một cái dây này thôi. Và cái dây này khi mà mọi người cắm cái nguồn điện vào thì cái USB và Bluetooth này nó sẽ phát cho mọi người một cái tín hiệu Bluetooth để mọi người có thể dùng điện thoại smart mọi người kết nối nó. Và cái cổng out này là cổng ra của âm thanh, mọi người có thể mua cái cổng tai nghe này đó, 3.5 cắm vào sau đuôi nó. Và 3.5 ra AV thì mọi người có thể cắm vào bất cứ cái thiết bị nào như là loa vi tính hay là âm ly hay là vang số gì đó chẳng hạn đó. Mọi người cắm điện vào. Và nó sẽ phát ra một cái tín hiệu cho mình. Và sau khi mà phát tín hiệu thì mọi người vào cái phần kết nối thì cái phần Bluetooth mọi người bật lên thì nó sẽ báo một cái tên thiết bị là BT này đây, và cái máy của em đã ghi là đã kết nối đúng không ạ. Và bây giờ đã kết nối rồi thì chúng ta mặc sức chúng ta muốn điều khiển bài hát gì hay là ở đây chọn một bài hát là chẳng hạn đó huyền thoại nào bằng sức dịch đó. Tận hưởng chính ngày bùng nổ trên ứng dụng mua sắm hàng đầu Việt Nam, giao hàng trong 2 giờ. Cái bán kính nó thu nhận, bán kính là thu nhận là tầm chục mét là chục mét mọi người nhé, rất là đơn giản. To nhỏ đây mọi người, có thể ngồi từ xa, có thể ngồi từ xa và to nhỏ hay thoại bài. Mọi người có thể thoại bài ra đây. Đấy, bấm một cái nút thoại bài này, à thoại tìm kiếm này. Anh chẳng sao mà karaoke. Hoặc là vào cái chương trình này cũng được. Một cái chơi rất là đơn giản, một cái chi phí hơn 100 ngàn thôi, nhưng mọi người có thể ngồi cách xa tầm chục mét, mọi người có thể điều khiển bài hay là tìm. Ví dụ như những âm ly mà nó có hai cổng AUX vào, ví dụ một cổng AUX một mọi người có thể để chế độ mặc định là mọi người dùng máy tính vào này hoặc đầu đĩa vào hay TV vào, thì cái cổng thứ hai mọi người có thể kết nối một cái cổng này, mọi người chỉ cần ấn cổng AUX hai cái là chuyển sang cái chế độ Bluetooth này, mọi người có thể ngồi từ xa thoại bài hay là hát rất là đơn giản, rất là nhàn nhã, chi phí thì rất là rẻ mọi người nhé. Đây là một cái cách chơi em nghĩ cũng rất là hữu ích. Kính mong tất cả mọi người nếu mà có nhu cầu chơi thì mọi người có thể làm theo cách của em. Mua rất đơn giản mọi người nhé, rất là dễ chơi và rất là dễ cảm nhận. Vâng, chúc tất cả mọi người một ngày mới thật là vui vẻ nhé. Tất cả mọi thông tin nếu mọi người chưa hiểu gì mà muốn làm, mọi người có thể alo cho em một số điện thoại 0937 481 666, 0937 481 666. Xin chào tất cả mọi người nhé.